tiền của nó sẽ làm gì anh nghĩ? Cái này Nó không lọc được, nó không lọc được thì nó sẽ ứ trong người. ừ, người. Nó sẽ ứ trong người thì phản xạ đầu tiên, thứ nhất là nó tạo mỡ, nó tạo mỡ, nó mở nó sẽ bọc cái chất độc rồi. Thứ hai là cái phản ứng sau này khi mà nó nhiễm axit nữa, nó không có thải ra hết được. Phản ứng cấp thời của nó là cái gì? Khi mà có cái nồng độ axit mà trong cơ thể, ví dụ trong một ly nước nó cao quá, anh sẽ đổ nước vô cho nó loãng ra cái axit đó, nó không có phá cơ thể anh. Thì cái người bây giờ nó mập á, cái trọng lượng của nó là do nó thừa axit và những chất độc trong cơ thể, cho nên nó tăng trọng, thấy không? Cái trọng nó càng ngày nó càng càng mập ấy ra. Nhưng mà khi bắt đầu anh, nếu mà anh giảm, có nhiều cách để mình thải cái đó ra lắm, tức nghĩa mình giảm bằng cách thức ăn, mình ăn uống thiên nhiên lại. Nếu không thì mình tu bổ gan thận, thì gan thận khi nó mạnh nó thải cái đó ra thì tan suốt cân, chuyện nó hiển nhiên. Mình phải hiểu cái lý do cái hoạt động ở trong cơ thể nó như thế nào thì mình chữa nó dễ lắm. Anh cũng vừa rồi thấy mấy người bạn đồng nghiệp cũng có hai người, một ông thầy chữa phương Nam ở miền núi, nó cũng chuyên chữa và giúp đi nhiều người hút rồi mà chữa khỏi, thì đấy cũng hoàn toàn là gan đấy, là họ đánh chữa bồi bổ gan tốt là thải. Nói chung gan thận này nó thải hết á, nó thải hết chứ không phải cho anh, có nhiều bộ phận lọc lắm, là da nè, phổi nè, gan thận nè, đó nói chung là ruột nè đó. Mà ruột là thải tới 70% chất độc rồi. Vậy nó được dưỡng quan trọng, cái đường ruột là mình đi cầu đều rồi đó. Em muốn hỏi em là đi đi đại tiện mà cái phân